tặng quà cho các bạn đó. Vì comment của mình không có được mình bị vô hiệu hóa đó các bạn. Nên hôm nay mình đã trở lại, mình sẽ làm một cái giveaway tặng quà cho các bạn nha. Đây, đây là những phần quà nè, rất là đặc biệt luôn nha. Mình có 5 phần quà nha. Đầu tiên á là đây, mình sẽ tặng slime của Bảo Minh Shop nha. Mình có hai loại, một là hũ nắp thiết và một là hũ nắp nhựa nha. Và mình sẽ làm slime may nha. Đây, Twist No Wonder của mình còn rất là nhiều đúng không Linh? Đúng rồi, quá trời luôn. Và mình chưa có làm, có 5 hũ lận nha. Cái này chỉ làm mẫu thôi, mình chưa có làm gì. Khi mà mình tổng kết á thì mình sẽ làm luôn cho nó mới nha các bạn. Trong slime thì mình có charm nè, có cướp, hoặc là có nail, có mùi mỹ nữa nha. Các bạn đừng lo nha, tôi đã thì mình sẽ làm cái slime mới thật là đẹp luôn. Đây, tiền tiền, đây là những món quà đồ dùng học tập mà chị em, hai chị em của mình đã chính tay lựa cho các bạn đó. Đây là tiền để dành hai ống heo của hai chị em mình luôn. Đây, đầu tiên là hộp bút nha. Cái này là hộp bút siêu to luôn. Có cái kẹp mua tia nè, cái đồ kéo đó. Đó, siêu to luôn các bạn nhìn nè. Mình cực kỳ thích luôn đó. Mình siêu thích luôn, mình lựa đẹp, cái đẹp nhất cho các bạn luôn. Đó, còn hai cái này là hai cái hộp bút rất là dễ thương nè. Đó, nó khác nhau á các bạn. Cái này thì màu hồng nè, cái này thì có màu xanh nha. Nhưng mà cái kiểu sọc sọc đây dễ thương thôi. Mình cực kỳ thích để nó sọc á. Còn đây là một hộp bút màu đỏ. Mình với Thanh Linh đều rất là thích màu đỏ luôn. Thì nó sáng, nó đỏ nè. Đó, cái này thì nhỏ gọn nha. Cái này thì hơi lớn một xíu. Còn đây, hộp bút hologram nước nè. Cái này hai chị mình chưa làm gì luôn. Toàn mới không. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Màu xanh nha, rất là óng ánh nha. Tiếp theo là những cái giấy nốt. Giấy nốt này thì là mình có cả giấy nốt chiếc áo nè. Và giấy nốt trái tim nha. Giấy nốt bông hoa nè. Giấy nốt hình ngôi nhà. Và đây là hình chiếc táo. Rất là dễ thương ha. Và đây, đây là con cá heo của mình. Mình sẽ dành cho một phần quà nào nha. Cá heo bút khóa nha. Các bạn có thể lựa con như thế này. Đây, rất là dễ thương. Còn đánh tên, đây là eo kim tuyến đó các bạn. Đó, mình có 5 chai siêu đẹp luôn. Đó, có khác, có năm nào khác nhau nha. Đây, mình rất là thích cái màu này luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đó, mình có thể đi học nè. Còn đây, đây hồ nè. Còn bên này là bút bôi nha. Bút bôi được nè. Cái này thì là màu tím, còn muốn cái kia là màu xanh có thể bôi được nha. Có màu xanh, bút hồng này là màu tím nha. Đó, mình có 5 cây luôn. Bên này là bút có đầu hình thú. Ở đây là Spiderman. Đây là khủng long nè. Đây là biểu tượng của Sakura. Cực kỳ thích này luôn, mình có một cây. Còn đây là Captain America. Còn đây là Batman. Mình kiếm rất là khó Batman luôn á. Đó, còn bên này là gươm. Gươm thì ở đây mình có 3 màu nha các bạn. Đó, đây là màu X, màu tím. Còn đây là màu xanh, đây là màu hương nha. Chồng ra màu Galaxy luôn. Chọn ra là ra một Galaxy. Rất là đẹp luôn nè. Có hình một chú gấu trên chiếc nắp này các bạn thấy đã không? Đó, rất là dễ thương. Mình rất là thích màu hồng nè. Đó, mình trong ba màu này mình đều thích luôn. Vì nó chọn ra một cái màu rất là dễ thương. Đó, mỗi phần thì sẽ có một cây này nha. Còn đây là sổ. Đây, sổ. Đây, sổ này là màu cam nha. Đó, những cái nốt sổ vậy đó các bạn. Mình có thể ghi chú hết màu này là tới màu khác nè. Trong này có rất là nhiều màu luôn. Đây là cuốn sổ màu cam thì sẽ có được chút màu cam. Đây là chút unicorn rất là dễ thương nha. Cái này thì con gái hay con trai đều xài được hết. Còn bên này là một cuốn sổ y chang như vậy luôn mà là có màu xanh. Bên trong cũng y chang. Bên trong y chang cái gì là một phần quà của mình thì sẽ bao gồm một hũ slime nha, một cây bút hình người nè, hình siêu nhân hoặc là những cái hình này, và một cây bút bôi mực xanh hoặc mực tím. Còn đây là một cục gơm. Đó, gơm. Đó, gồm có một cuốn sổ và dày luôn nè, thật là nhiều trang luôn nha. Và một chai keo, một cái đồ chút unicorn siêu đẹp, một cái giấy nốt, và cuối cùng là một cái hộp bút siêu dễ thương, một bút hologram con nước nữa nè. Đó, các bạn ơi, thật là chơi lần này rất là đơn giản nha. Chỉ có 2 bước thôi. Thứ nhất là like video này và đăng ký kênh của hai chị em mình, kênh Bảo Minh Channel đó. Các bạn biết cái đăng ký chưa, màu đỏ ở bên phải bên này nè. 3, 2, 1. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bước thứ hai là bình luận số của các bạn chọn từ số 10 đến số 70 nha. Và cho mình biết tỉnh thành của các bạn đang sống và số điện thoại và tên nữa. Đó, khi mà các bạn trúng thì mình sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho các bạn để mình xin địa chỉ nha. Nên là các bạn đừng quên cho mình số điện thoại nhé. Mình sẽ công bố kết quả giveaway vào ngày chủ nhật ngày 4 tháng 8 nha. Và như thường lệ, những cái chi phí tiền ship, tiền vận chuyển là sẽ do một người rất là đặc biệt, đó chính là Thánh Linh. Các bạn ơi, các bạn nhớ comment liền bây giờ con số các bạn chọn nha. Và các bạn nhớ comment những cái video mà các bạn thích của mình đến khi nào kết thúc rồi. Các bạn nhớ bình luận con số ngay bây giờ nha, từ số 10 đến
dụng một lần thôi nha. Các bạn ơi, vậy là video của hai chị em mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích thì hãy cho hai chị một cái like, share và đăng ký trên kênh Bảo Minh Channel.